Xin chào các thành viên Vinaco. Trong bản tin an toàn số này, Phòng Quản lý Chất lượng xin được chia sẻ tới các thành viên một số nội dung liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, cụ thể như sau. 1. Quy định an toàn khi sử dụng điện để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. 2. Biện pháp chữa cháy, thoát hiểm, thoát nạn khi có cháy. 3. Thông tin tình hình sự cố tai nạn Vinaco. Sự cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm. Để tránh cháy nổ, cần lựa chọn dây dẫn đủ tải, lắp automat, cầu chì phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, thay thế, sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn, không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, ổ điện, bóng điện. Cẩn thận khi sử dụng thiết bị đốt nóng như bếp điện, bà là. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Tìm cách dập lửa và thoát nạn. Cần bình tĩnh tìm vị trí ngọn lửa và khói. Nếu đám cháy nhỏ, cần tìm cách chữa cháy bằng nước, bình chữa cháy, cát chăn ướt. Nếu cháy quá lớn, không thể dập lửa thì phải nhanh chóng tìm cách thoát hiểm, hô hoán cho mọi người trong nhà biết để cùng thoát hiểm. Và hãy lập tức gọi 114 để được trợ giúp. Khi thoát hiểm cần nhớ những điều sau. Không cố mang theo những đồ có giá trị hay tìm vật nuôi trong nhà. Không cố tìm hiểu nguyên nhân đám cháy. Sử dụng khăn ướt bịt mặt, tránh hít phải quá nhiều khói độc. Ngắt cầu giao điện nơi xảy ra đám cháy. Bởi điện gây cháy nổ sẽ khiến đám cháy bùng phát nhanh hơn. Khi ra ngoài, chỉ mở cửa bạn cần và đóng tất cả các cửa đang mở để ngăn đám cháy lan nhanh. Đặt mu bàn tay lên cánh cửa. Nếu thấy ấm, đừng mở. Không dùng lòng bàn tay để tránh bị bỏng. Nếu tay nắm cửa mát và không thấy khói quanh cửa, bạn có thể mở cửa chậm và cẩn thận, phải tránh mặt và người sang một bên để phòng lửa tạt. Khi mở cửa, nếu thấy lửa bùng lên hay có khói xông vào phòng, hãy đóng cửa thật nhanh và thật chặt. Tuyệt đối không sử dụng thang máy khi xảy ra hỏa hoạn. Luôn giữ cơ thể ở vị trí thấp để tìm đường thoát hiểm khi phòng bị nhiễm khói. Nếu quần áo của bạn bị cháy, dừng chạy, nằm xuống và lăn người vòng quanh để dập lửa. Làm gì khi không thể ra ngoài ngay lập tức, khi lửa hay khói đã chặn mất lối thoát nạn chính? Nếu đang ở tầng thấp thì có thể thoát ra ngoài qua đường cửa sổ hoặc ban công. Ném chăn, gối, đệm xuống đất để đỡ bạn, tránh bị chấn thương khi nhảy xuống. Nếu không thể ra ngoài, hãy tập hợp mọi người vào một phòng, ngăn khói và lửa vào qua cửa bằng cách chặn các khe hở quanh cửa với khăn trải giường, chăn, quần áo ướt hoặc băng dính. Kêu cứu từ cửa sổ. Tuyệt đối không được nấp dưới gầm giường hoặc phòng, tủ để đồ, vì sẽ rất khó khăn để lính cứu hỏa tìm ra bạn. Tuyệt đối không quay lại. Khi đã thoát ra ngoài được, tuyệt đối không quay vào khu vực bị cháy vì có thể sẽ bị nguy hiểm. Nếu bên trong còn có người mắc kẹt, hãy mô tả thật chi tiết để giúp lính cứu hỏa tiếp cận và cứu người mắc kẹt một cách nhanh nhất. Trang bị những thiết bị phòng cháy chữa cháy. Để đề phòng cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bạn và gia đình nên trang bị cho mình những thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm như bình chữa cháy, mặt nạ lọc độc, thang dây thoát hiểm. Tính đến ngày 29 tháng 9 năm 2023, toàn Vinaco xảy ra 12 sự cố, trong đó có 1 sự cố kho vận, 11 sự cố vận tải và không có sự cố vận tải biển. Trong đó, đối với các sự cố kho vận, chỉ xảy ra các sự cố thiệt hại về tài sản, không có sự cố tử vong, thương tật nặng và nhẹ. Đối với vận tải, xảy ra 2 sự cố thương tật nhẹ, 9 sự cố chỉ thiệt hại tài sản. So với cùng kỳ năm 2022, hiện tại, sự cố vận tải và sự cố kho vận đang có chiều hướng giảm. Đến ngày 29 tháng 9 năm 2023, đối với kho vận, 125 ngày chưa xảy ra sự cố. Đối với vận tải, 59 ngày chưa xảy ra sự cố. VHD hy vọng rằng trong thời gian tới, bên kho vận và vận tải sẽ kiểm soát tốt hơn các mối nguy để không xảy ra sự cố nào nữa. Chúc mọi người luôn làm việc và lái xe an toàn.